Hailey Bieber bị chỉ trích mặc lố tại lễ cưới. Bộ váy sáng màu, hở toàn bộ lưng của Hailey Bieber được nhận xét không phù hợp khi xuất hiện ở lễ cưới. Theo Glamour, cuối tuần qua, Hailey Bieber dự cưới Stephanie Seifert, trợ lý cũ của Kim Kardashian và Larry Jackson, giám đốc toàn cầu của Apple Music, ở Beverly Hills, Mỹ. Cô mặc đầm sáng màu ôm sát với khoảng hở lưng táo bạo. Khi đăng ảnh trên trang cá nhân, Hailey bị chỉ trích cố tình mặc sai quy định. Thông thường, khách mời được khuyên không nên mặc đồ trắng hoặc quá sáng ở lễ cưới. Thêm nữa, chi tiết cắt out trên thân váy càng khiến cô trông nổi bật hơn cô dâu. Trong văn hóa phương Tây, màu trắng được dành riêng cho các đôi uyên ương kết hôn. Tuy nhiên, khi văn hóa lễ cưới ngày càng xa rời cội nguồn truyền thống, những quy tắc này đang bị phá vỡ. Yahoo viết, một người bình luận dưới ảnh Hailey, bộ váy đó không phù hợp. Hailey thật ích kỷ vì có lẽ cô ấy muốn lấn át cô dâu. Gọi vợ Rakim là cô nàng xấu tính. Người khác khuyên, lẽ ra Hailey nên diện màu xanh hoặc đen và đồ nên kín đáo hơn. Tuy nhiên, có vài người cho rằng trang phục của Hailey thực tế có màu xanh nhạt do bộ lọc khi chụp ảnh mới bị nhầm là trắng. Người hâm mộ bênh vực người mẫu, khen cô ngày càng đẹp và quyến rũ. Dẫu vậy, theo Pride Magazine, khách dự cưới nên tránh xa màu trắng nhạt, màu vỏ trứng, màu beiger, màu sâm panh, bộ kem hoặc bất kỳ màu siêu nhạt nào khác có thể bị nhầm với màu trắng. Ngoài vợ chồng Justin Bieber, lễ cưới còn có Kim Kardashian, Kris Jenner, siêu mẫu Naomi Campbell, Swiss Beach, Kourtney Kardashian, Travis Barker. Vì sự riêng tư của buổi lễ, chưa có nhiều hình ảnh được công bố. Kim cũng vướng tranh cãi khi mặc chiếc váy đen phong cách nội y sexy. Trang People cho rằng bộ đầm này táo bạo không kém. Chiếc váy Kendall Jenner từng mặc ở lễ cưới bạn thân vào năm 2021, sau đó bị chỉ trích.